một sản phẩm, hay đúng hơn là một siêu phẩm. Đây là một cái mặt da địch mà Kỳ Lân rất là tâm đắc và rất là thích luôn. Bởi vì khi mình đeo lên á, nó tạo chúng ta một sự sang trọng tuyệt vời, bởi vì toàn bộ là chất liệu là bằng bạc khối và vàng nguyên khối 18K AU750 đến full kim cương. Cái logo vương miện là cũng là một cái logo biểu trưng cho sự sang trọng và một cái gì đó nó quyền lực, biểu trưng cho một cái sức mạnh. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một sản phẩm, hay đúng hơn là một siêu phẩm. Siêu phẩm này thì Kỳ Lân đang cầm trên tay, đó chính là da thắt lưng. Và chủ đạo là cái mặt da thắt lưng này mang thương hiệu của Kỳ Lân. Cái mặt này thì đúc bằng bạc khối, và cái viền ở trong hình chữ nhật này là vàng nguyên khối. Logo cũng là bằng vàng nguyên khối và đính full kim cương. Thì ở trong cái mặt full kim cương này nó có ba cái hình vuông của cái logo vương miện. Thì ở đây khách hàng đặt hàng là vì phong thủy yêu cầu Kỳ Lân là làm chỗ ba cái điểm nhấn lên là đá màu xanh, đá màu xanh kiểu lục bảo như thế này. Thì nếu như khách nào mà muốn đặt những cái sản phẩm như vậy hoặc là thích phong thủy màu khác thì Kỳ Lân luôn luôn đáp ứng. Và đây là một cái mặt da địch mà Kỳ Lân rất là tâm đắc và rất là thích luôn. Bởi vì khi mình đeo lên á, nó tạo chúng ta một sự sang trọng tuyệt vời, bởi vì toàn bộ là chất liệu là bằng bạc khối và vàng nguyên khối 18K AU750. Dây này cũng rất đặc biệt. Hiện tại á, thì quý khách sẽ nhìn xem nó có hai màu, hai bên. Một bên là màu cá sấu, những con cá sấu alligator, những con cá sấu độc bản, những con cá sấu mà nhập từ các công ty thuộc gia nổi tiếng, chuyên cung cấp cho các hãng lớn thời trang lớn trên toàn thế giới này. Thì quý khách sẽ xem được là nó đẹp và nó chắc, từ cái chất liệu da đến đường kim mũi chỉ, cũng như là nó lạ, nó ngộ nữa là ở mặt bên kia là da cá mập. Hai mặt thì nó có hai cái phong cách màu khác nhau và chất liệu da khác nhau, nó cũng tạo cho chúng ta một cái sự trải nghiệm về thay đổi. Nếu chúng ta không thích dùng mặt trước là da cá sấu thì mình dùng da cá mập, hoặc là hôm nay mình thích bận da cá sấu, đeo da cá sấu thì mình thay mặt lại như thế này. Và đơn giản lắm, Kỳ Lân sẽ thay đổi. Ở đây cái mặt này nó có hai cái con ốc đơn giản, và chúng ta chỉ việc là lấy cái mặt logo này ra thôi. Rất đơn giản, chỉ cần một cây vít thôi thì mình có thể dặn hai con ốc ở sau lưng ra và mình lấy cái mặt này ra. Và chúng ta có thể lật cái mặt dây lại, chỉ cần đặt cái dây vào đúng vị trí mà Kỳ Lân đã thiết kế. Ok. Và sau đó là đặt cái mặt logo vào. Hồi nãy là mình đeo mặt ở ngoài là da cá sấu, thì bây giờ mình sẽ cho là da cá mập. Kỳ Lân dặn ra thôi, tại vì lát nữa Kỳ Lân sẽ thay lại da cá sấu. Tại vì cái này là chủ đạo là màu cá sấu. Và Kỳ Lân đã tiến hành đổi mặt dây xong. Thì bây giờ Kỳ Lân thử thay cái dây địch, da thắt lưng. Đây cũng là một cái dây vàng nguyên khối đến kim cương, logo cũng độc lắm của Kỳ Lân Luxury. Thích sổ qua sổ lại gì đều được hết, do mình thiết kế thôi. Quá ổn, quá đẹp, quá chuẩn. Cái dây này á thì được đặc điểm nổi bật của nó là cái logo vương miện, là cũng là một cái logo biểu trưng cho sự sang trọng và một cái gì đó nó quyền lực, biểu trưng cho một cái sức mạnh. Thì đã được đến full kim cương. Và ba cái điểm nhấn này thì khách hàng là yêu cầu phong thủy của anh là dùng màu xanh lục bảo. Và full kim cương ở trong thì chắc chắn là sẽ rất là chiếu lộng lẫy rồi, đặc biệt là trong ánh đèn, hoặc là đặc biệt là trong những cái buổi đêm thì bình thường nó đã rất lấp lánh rồi, mà gặp ánh đèn chiếu vô nữa thì nó sẽ tôn lên cái sự sang trọng và một cái gì đó nó quyền lực. Và nếu như quý khách nào muốn đặt mặt da địch riêng cho mình theo phong cách của mình, hoặc là có ý tưởng của mình, hoặc là muốn những gì độc lạ mà chưa ai có, muốn một cái gì đó chắc của mình, riêng của mình, để thể hiện được bản thân của mình, cái chắc riêng của mình đó, thì liên hệ với Kỳ Lân để cùng với Kỳ Lân hội ý, và Kỳ Lân sẽ lên ý tưởng, design, thiết kế và tạo thành sản phẩm.
cũng như là quý khách nào đang có mặt doanh nghiệp rồi mà muốn thay da cá sấu hoặc da cá mập thì như thế này, thì cũng liên hệ với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ làm dây cho đúng kích thước cái mặt, chuẩn theo cái mặt mà quý khách đã có. Nói chung là quý khách muốn đặt dây hoặc đặt mặt hoặc là nguyên cụm nguyên bộ như thế này thì đều ok. Kỳ Lăng luôn luôn sẵn sàng đáp ứng tất cả quý khách. Ví dụ như dây màu này quý khách không thích thì quý khách thích đặt thêm một cái dây nữa mà mặt này thì Kỳ Lăng cũng sẵn sàng có luôn. Ví dụ như quý khách đặt cái mặt đó nhưng mà thích hai dây để sơ cua, ví dụ như hai dây này mình có thể đeo thành bốn mặt da, có nghĩa là mặt đây là da cá sấu màu này, mặt trong là da cá mập màu này, còn dây này thì mặt đây là cá sấu màu này và mặt trong là da cá mập màu xanh nhớt nhớt đen đen này. Vâng, và như vậy là Kỳ Lăng đã giới thiệu về sản phẩm dây thắt lưng, mặt thắt lưng hoặc là nguyên cụm lê dây nịt thắt lưng đến đây đã hoàn tất rồi. Thì rất cảm ơn quý khách đã dành thời gian của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Thì một lần nữa Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và thật thú vị khi xem clip của Kỳ Lăng. Nếu như quý khách nào có nhu cầu về những sản phẩm mà của Kỳ Lăng thì hãy truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com hoặc là gọi trực tiếp hotline, cũng là số Zalo luôn. Hotline là 0901 247 247. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các khách ở những buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Và hãy nhớ follow, theo dõi những siêu phẩm mới nhé. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.